xin chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Tư Khải TV. Ủa từ hôm nay anh Tư quay clip gì anh Tư? Thì ngày hôm nay cuối tháng phải không? Dạ rồi. Cuối tháng thì thường thường là mình có tiền phải không? Dạ rồi. Thôi thì ngày hôm nay anh Tư sẽ tặng mỗi đứa một con mồi luôn đây nha. Mày cái vé gì vậy? Thì tặng mọi phải vé thôi mày ơi. Trời ơi, tao cũng đang xạo nè mày ơi. Sợ gì nữa? Không gài á, anh em mình đang chịu ảnh hưởng bảo vô ghi đúng không mày? Ừ, gài tao núp chết tao nhắm ngoài đường luôn á mày ơi. Ừ, rồi mày sao? Tao núp chưa xong nó giờ chuẩn bị ảnh hưởng con bão khác nữa mày ơi. Ủa bảo gì mày? Trời ơi, chuẩn bị ảnh hưởng cơn bão của anh Tư đó mày ơi. Ủa sao bảo của cha tao mày? Mày nhớ là lần anh em mình quay clip năn nỉ muốn gãi cái lưỡi á, kêu anh Tư đẹp trai muốn gãi cái lưỡi luôn, tao mới cho mồi mày. Tự nhiên tao hư không anh Tư ảnh cho mồi mày. Ta sợ có bảo mày ơi. Trời ơi, thì ba tôi nghĩ cái này không phải tiền của Tư đâu mày ơi. Ủa chứ tiền của ai mày? Tiền của Mạnh Quân con Tư phải không? Rồi Tư lấy tiền đó mua nhái cho anh em mình đó mày ơi. Chứ đời nào mà Tư xuất tiền ra mua nhái cho anh em đâu. Trời ơi, em nói cũng đúng phải rồi. Trời ơi, thấy tụi bay nói cha tao quá tệ rồi đó. Không lẽ đó dạy cha tao không tặng tụi bay được 1.000 hả? Có đó mày. Hồi bữa tao em Tư đi lưu đê đúng không? Tao mua chai nước 10.000 mà tao có 9.000. À. Anh Tư cho tao 1.000 mua chai nước luôn mày ơi, mà anh Tư anh uống hơn nửa chai nữa. Ủa. Cái đứa nói vậy chẳng khác là nói anh Tư quá tệ, đối xử với đứa quá tệ, anh Tư keo vậy sao? Ủa, chứ sao anh Tư chứ đó giờ tụi em năng niệm gãi lưỡi khen Tư đẹp trai muốn gãi mẹ anh Tư mới cho mò mà tiền nay đâu hư không anh Tư cho em mò là thấy nghi đó anh Tư ơi. Hồi đó là cái thời khác, còn bây giờ cái thời hiện đại rồi, người ta sống thoáng hơn cái thời 4.0 rồi phải không, có tiền để làm gì, sao rồi đâu có đem theo được đâu phải không? Đúng rồi. Cho nên ngày hôm nay Tư quyết định tặng mỗi đứa một con mồi. Yeah. Mà tới cuối tháng có từ lương thử. Không, lần này không có từ lương, chơi phẹt lay luôn. Nó là free, hiểu không? Quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế. Ủa mày chơi, tên mình tặng hết con boy nhưng phát triển đi học có tặng không cha? Trời ơi, tôi nói đi học phải tặng như mày. Trời ơi, tặng chứ mày, dù gì nó cũng là thành viên trong tem mà. Thôi tặng đi mày, con ngồi cũng được chơi vui. Đúng rồi, em ích kỷ quá, mình trời tặng phải tặng hết tem chứ. Không ai ích kỷ tôi ơi, chứ tại mình xuống mình lựa không đúng sở thích của nó nên nó về kêu đổi lại mệt hết tôi ơi. Thì mua đại cho nó con ngồi hết cho 35 hay là con này kia cũng đây được vậy. Mình quýnh luôn tôi ơi. Thôi nó kêu lấy lại. Chịu không? Ok được tôi ơi. Thì nói giỡn đó bạn ơi, thì cũng lâu lắm rồi mấy anh em mình không có làm clip đi mua mồi nha bạn. Thì sẵn đây thôi, cuối tháng rồi mình cũng tặng cho tem mỗi đứa con mồi. Để chuẩn bị bước vào một cái mùa đây khác nha. Thì ngày hôm nay có Quy Hoàng nó sẽ trở lại, sẽ đại chiến với tem. Hồi bữa là Quy Hoàng đã thua nhưng mà không thuyết phục nha. Ngày hôm nay Quy Hoàng sẽ trở lại, hy vọng là sẽ chiến thắng Quy Hoàng. Một mình em cân bằng nó luôn. Vậy sao? Nói không? Không hai anh thưa ai? Hả? Em để được cái này nè anh thưa ai? Sao? Sao mấy lúc á anh em mình á quay cực khổ lắm, không có Quy Hoàng đâu anh thưa ai, mà tới lúc được tặng mọi ăn uống gì nữa xuất hiện anh thưa ai? Đúng. Trời tao tụi bay biết sao không? Tại tụi bay ở đời không có đất á, còn tao ở đời có đất nè. Ví dụ là mấy cái mà cực khổ thì tụi bay làm, còn cái mấy cái mà không có cực khổ thì tao lại tao làm mày ơi. Ê mày nói vậy hơi bị sốc chứ mày. Trời thì tao nói giỡn mày ơi. Trời chứ tao hiện cái tao ở nhà tao cực hơn tụi bay nữa. Nè tao lúc nào gà nè, ít thời gian mà đi quay được lắm mày ơi. Ok các bạn ơi, thì Quy Hoàng nó cũng nuôi gà là có thật nha bạn. Thì Quy Hoàng nó cũng sẽ cố gắng quay một tuần không được nhiều clip thì nó cố gắng 2-3 clip bạn xem nha. Nói chung thì lớn ngày cũng có một chuyện riêng trơn á. Rồi thì mấy anh em mình sẽ mời bạn theo chân mình ngày hôm nay coi thử Quy Hoàng nó sẽ đánh bại ba thanh niên không nha. Okay. Rồi let's go. Rồi các bạn ơi, thì mình tới tiệm chị Huệ nha bạn. Ngày nay mưa bão quá trời, chào chị Huệ nha. Quá trời mưa luôn. Dạ. Hôm qua mưa quá trời mưa. Mưa hôm nay mấy anh em mình không có câu cũng khá là buồn nha, ngứa tay rồi. Nay là em tặng cho đứa con mồi miễn phí thôi. Nó tặng mồi hả? Anh đang lấy lửa phải không? Dạ. Dạ. Nó hơi nhỏ. Hiệp sĩ, cầm cái câu xuống có cái đầu bu phải không? Nè, đấy ngủ. À, vậy là ngon rồi. Cái đầu câu của hiệp sĩ là nó bị hư cái đầu bu nha bạn, nhưng mà cái đọt nó không có gãy nha. Bữa nó quăng. Bữa nó quăng sao mà tự nhiên quăng con mồi à, nó gãy kỳ quá. Phải dính cá thì không nói rồi. Mà ngủ mua gì mà ngủ? Con thấy hai này nhất chắc mua cho phát triển con. Trời. Con này là con gì ta, giống là ca vậy? Con mới, con hãng gì cũng biết luôn cha. Yeah. Nhưng mà con này đặc biệt cái mỏ xay này cha. Tao không coi bà. Quá đã luôn. Thôi nhìn mát nha. Đó đúng. Kiếm vòng vòng, tự kiếm vòng vòng đi. Rồi ok, đủ, uống combo đủ. Dạ, phải gì? Ủa, Tư tặng cho em một con mồi, mà mua dây làm trả tiền đó. Đâu làm phước đây. Thôi, không có làm phước ở đây nữa. Làm phước quá trời luôn rồi. Ủa, này được hả? Có anh em. Được. Được. Phá đi. Cũ đồng bự luôn mà. Dạ. Ok, vậy con này con gì vậy pha kè? Nhiều quê. À bắt tốt nhiều quê. Nó dính cá kìa. Đó là nó thổi này nha. Ủa, à, F1 đâu còn con vậy? Ai biết đâu. Hên chứ hả? Tốt nhiều quê hả?
Thôi con này hết hạn sử dụng rồi. Hết hạn vô rừng rê phải ăn tao kìa. Đổ nấy đây mày. Con này cũng đẹp nè, mấy đứa không mua nè, mấy con này mới mới, con này mới thử cho bằng hữu. Con này thấy cũng đẹp nè. Dạ, yeah, con này cũng ngon vậy bằng hữu nè, thấy không? Không chịu. Cái cây đó rồi. Rất là nhiều con mồi nha các bạn, đây nè. Ờ, mấy con vịt này mấy đứa mua lên thử mấy mồi mới lên con lạ hoài coi. Con quen hoài à. Nè, con vịt nè. Vịt này nè. Đây đây con mồi mình lạ lạ chứ mình mua quen hoài biết đâu mấy con mồi lạ nó nhảy hơn sao. Đúng rồi. Rất là nhiều con mồi nha, đó. Đây mồi chẽm nè nha các bạn. Con này cũng đây cái chẽm luôn mà gì các bạn, nó xay nè, giống như vịt vậy đó. Mua bạn con đây. Chẽm đây có chỗ đâu. Nè. Này chẽm luôn á hả? Có chẽm chỗ đâu. Chẽm dưới quê mình không có chẽm ít quá. Không có. Ừ. Phải đi dùng khác. Tại đâu mày kiếm mấy đâu. Được không? Em bự chứ. Đâu. Có bà đấy, có không có vừa. Được rồi, đi ăn thì kiếm cái nhỏ nữa. Có con. Okay. Ở đây còn một học nữa mà. Cái này cái gì đâu các bạn? Cái gì vậy ta? Gà gà hả? Rồi đây nè, mới quá luôn nè. Cây này không gì chị Như lấy cho mấy đứa phải không? Sữa này đi sữa nè. À, cần nó cần sữa đó. Cần sữa của thanh niên nào thì nó lấy. Cây đọt. Cây nào thì nó lấy. Ấm xá luôn. Cá bự chà bá vậy. Bự quá, cá này bự quá không im đâu. Bự bành. Hả? Đâu mà, nè, kêu gì đâu? FF hả? Câu có lưỡi câu chưa? Có lưỡi câu chưa? 40 lưỡi xịn đó. Ok. Hẹp lại thì hẹp chứ để quay lại mãi. Không coi lại miếng rằng thì được không? Thì gắt từ đâu? Ở này nó được gắt từ đâu? Nghe kêu hoài. Là mua này phải không? Ừ. Ok, cái này thử nghe bạn. Ủa mà sao nó không có cái miếng nước lánh nước sao ta? Nước thì á. Nhấp không à hả? Ủa này ai mua hả? Cái kia mua hả? Kia. Okay. Thì nay sẵn chắc Hoa Kè nó lấy cái cần rồi trước gửi đi quệ cho nó thay đọt nha bạn. Sẵn xong rồi lấy luôn. Đọt cũng phải của nó mà. Không phải nó, chắc không phải nó gì nữa này. Chế lại không phải của nó. Ờ, của nó không có. Cái này là cái cây mà mình câu cá dính đó bạn, mình mở ra nha bạn. Đây là cây là mở phát ra miệng cá nè. Ủa con này cũng quét một nè. Con này phải ép được đọc kêu. Ngày nào suốt cũng mua nước đó, tao nghĩ ngại như vậy. Cảm ơn nha. Ủa nó bự vậy sao kêu nó còn bé, nó bự chà bá lửa luôn. Cái thằng hiệp sĩ. Mỗi đứa một con mồi nghe, nào dư. Đứa này 40 nè. Đứa nào thiếu tiền rồi dư tiền là bờ từ qua. Con này có 40 ngàn á. Con này cái gì vậy? Này có 500. Tự nhiên đi mua mồi luôn đi, mua 500 mấy đứa này thiệt tình chứ. Này có 35 ngàn à. Bao nhiêu tiền cũng là tiền hết trơn á, nó tặng mồi. Kêu tiền rồi. Sẵn luôn nè. Tiền chưa? Tiền rồi. Ok, được. Được. Con này bốn chục biết xài ngon đó, hai thằng chơi thử đi. Có 40 ngàn. Con này bị thay đổi bạn. Hả? Con này 200. Cái này 100. Cái xài có màu xanh luôn nè, là 300 nè. Hai con này có 30 nè. 300, cái này 120 nè. Rồi 420, cái này 40 nè. Sao? 40 nè, là cái này 724 nữa nè. Ừ. 54 nè. Cái này rồi, 615. Con này như vậy. Con này như vậy. Cái đó tầm mấy lần. Thấy không? Mà anh Tư hỏi mấy đứa nào bình thường anh Tư tặng mồi là mấy đứa mua xiết tiền không? Mấy đứa mua 70 ngàn à. Còn giờ hả tặng anh Tư tặng mua 100 ngàn không à. Ủa thì đúng rồi tặng mua 100 ngàn chứ. Tính đâu mua cho như vậy. Không, như vậy không tính đâu mua. 2 cá rồi chốt đơn như vậy ơi. 615 ngàn. Con nè con nữa. Bậy. Bắn dữ mà. Ý tặng muốn lấy gì lấy à. 645. Dạ ok. Rồi sắp hôm đi mua thì về tới nhà thì trời mưa luôn rồi. Giờ mình kết vô đợi nè, tạnh mưa mình sẽ tiếp cần nha các bạn. Ủa tao mà tiếp rồi, tiếp dây với nhái. Thì ngày nay anh Tư tặng mình được một con nhái mà còn dây mình mua tự bỏ tiền ra rồi. Nãy mình kêu năng lễ anh Tư anh tặng đi mà anh nói nè anh bể rồi. Ok rồi, thì mình cũng vậy nha bạn. Đó, nay chắc mình mua nhẹ tiền ít chứ rồi. Đó thì mình mua được Ê, với mình muốn khoe bạn mà gì quệ cho luôn rồi để mình dán dùm nữa. Rồi thì mấy anh em mình đã về tới nhà nha các bạn. Thì bây giờ team mình nó sẽ kết nối dây với lại mồi đu rê để mấy anh em mình đi chiến nha.
Mà giờ thời tiết khá là bất ổn nghe bạn thấy không? Mới về tới nhà mưa liền. Còn bộ gió ngày hôm nay là mình test cần hơi bị căng nha mấy đứa. Đúng lắm rồi. Ngày nay là sĩ nó mua hai con lạp ép nha các bạn. Với lại sửa cái đầu bu của cái cần câu nó thì tổng cộng ngày nay sĩ là nó nhẹ tiền nhất á. 30k nữa rồi. 30k bù lại cu bo thì 100 mấy. Trời ơi. Đấy hả? Thì ngày nay mình mua tổng cộng là 600 mấy nha bạn, với lấy hai cái câu này bữa mấy nay mình sửa cái đầu nè. Rồi với 200k nữa là tổng cộng ngày nay mình mất hết là 800k. Đúng rồi. 800 mấy mà vừa quay bớt thêm 4 mấy ngàn nữa. Ủa, này gì mà nó cắt bay ta? Rồi vừa vừa không? Vừa khích không? Được rồi. Quá êm luôn. Đồ. Còn bác triển ngày nay nó mua cái con này là có 40k bạn với cuồng dây nha. Đúng rồi bạn ơi, thấy mềm mới quá, mua cho phát triển xài thử nè. Chứ như vậy thấy body dày nè bạn ơi. Đó, chắc là cái mỏ này nó cũng dễ lắc nhưng mà body dày chắc khó lắc hơn được tí xíu nha bạn. Còn mình mua F35 nè, tại em thấy nó ngầu quá nên mua mà. À thì phát triển mua con này thì mình thì tôi nói mua giùm bo con nhá nhát đi nha bạn. Để anh trả ra review bạn xem. Đó giờ tem mình chưa ai mua luôn mọi người. Đúng rồi. Đó thì mình đầu tiên mình thấy là cái con này màu đục giống như đồ cũ ấy. Nhưng mà thấy cái mỏ này khá bự nha các bạn. Đó chắc thì khó rớt ra lắm bạn ơi. Thì cái này con này mình để không có thiệt nha. Nhưng mà nó có cục chì sao đít nè bạn ơi. Nhắc mà. Đó. Rồi có cái lưỡi nè, body ra bạn coi thở lưỡi nè. Rồi cái này cá táp thì không nào chạy nổi đâu bạn ơi. Coi nè. Rồi. Ok, thấy này khá được nha. Hỏi khi có gì mình lấy chơi thử luôn nha các bạn. Rồi nha các bạn, mấy anh em mình tới điểm rơi nha. Thì ngày hôm nay là mình sẽ quay một mình với bốn thanh niên còn lại nha. Coi thử ngày nay ai dính nhiều nhất nha các bạn. Dính là hả lẽ à, có gì? Rồi em dính rác thì còn gì nữa, chưa hết dính rác rồi. Báo dữ người ta. Hồi bữa bên em mình chưa có cho bạn xem mãn nhãn phải không? Ngày hôm nay là các bạn coi thử coi. Mới qua lần đầu tiên dính rác thì báo thiệt chứ. Nói với thời tiết này khá là căng nha bạn, tại vì thời tiết này chuyển mưa quá trời luôn, mấy anh em mình không biết sao nữa nè. Sắp có cơn mưa xảy ra rồi bạn ơi. Trời gầm quá rồi. Rồng. Ban ngày mà trời giống tối vậy. Hồi này ếch ta nuôi gì vậy bạn ơi? Hồi ếch ta nuôi cà đã chứ ta. Thấy không? Hồi các bạn coi ếch ta nuôi kìa. Thấy nè. Trời ơi ếch ta để trong chuồng đó bạn ơi, nó đã nè. Nó đào ếch chịch lại luôn ha. Nuôi cá tra cho nó ăn á, kiểu mà con ếch nó ỉa xuống rồi con cá nó ăn cá tra chơi với nó đó. Hay quá ha. Cộng 20 chuyện luôn, hay thiệt. Đề này khá là đẹp nha bạn. Có thiệt có lóc nha bạn. Chạy chưa? Cái này chắc bị đơ. Dí phải không? Cá rượt nha bạn. Chết cha, lên cái cây nó uổng như ta. Khó quăng quá, chỗ này khó quăng quá. Đó, im. Đó. Trời vô tới đây luôn rồi bạn. Rồi nha bạn. Tình hình là mấy anh em mình bắt ổ các bạn ơi, chưa dính con nào hết trơn mà mưa tới rồi. Cũng may cái chỗ này người ta làm dừa các bạn, anh em mình ghé đục mưa nha. Hy vọng là hồi sẽ hết mưa mấy anh em mình đi chơi tiếp nha. Thằng em đó, nó bị tâm thần các bạn ơi, mưa mà nó đang mưa à. Mạnh lên. Mạnh lên. Lên.
trời mưa lớn luôn các bạn ơi. Đó mấy anh em mình đi đu rê về nè, nó mưa ngập cái sân của mình đó, bạn tưởng tượng nó ngập nhiêu nước rồi nè. Quá trời nước luôn rồi. Trời ơi, mưa lắm, mưa hải hùng luôn. Coi nè, nước nó ngập các bạn ơi, các bạn. Cái đường đi của mình nó ngập quá trời luôn, thấy không? Giống cái biển luôn hả? Quá trời mưa lớn luôn rồi. Cỏ xanh của mình nè. Thiệt hại ghê không? Ngã cái đu đủ luôn. Ngã cái đu đủ luôn à. Quá trời, cái sân mình ngập nước nè. Về các bạn nghĩ đi, tưởng tượng thì sao rê cá dính được. Quá trời luôn rồi. Rồi nha bạn, thì mình đi về mình thấy cái hồ cá mình ngập nước các bạn ơi. Cho nên mình đừng ghẹo đó. Cho nên mình tát lên, mình lấy mấy cá đem thả cái ao bự mình luôn nha. Hôm qua mình thả cái hồ kia rồi. Ok, bắt đầu tư, ok. Đó, cầm anh, em. Mấy cá chết câu nha bạn, giờ mình thả ao bự mình luôn. Dưới đây mưa tràn nó nhảy ra ngoài hết trơn. Còn được mấy con. Cá này cá chép coi, hồi đó mình mua mười mấy con hả bạn, giờ còn hình như có mấy con à. Được không? Quá trời mưa bão, bạn thấy không, nó ngập mấy cái hộp cá mình, cá đi trơn à. Nó bụng dữ lắm hả, mưa nó bụng dữ lắm hả. Ê, tới, cho mượn nội vô lượng mấy ốc bu này mang đi. Không là nuôi mình luộc. Bỏ vô bác em, bỏ đi bác em. Để đầy mình á, vô cái rổ đầy mình á. Đây hả bạn. Như vậy làm cái hồ lớn mình đi nha bạn. Để làm rồi đó nó dễ bự hơn. Tại vì cá mình nuôi trong đây nó lâu lớn quá. Ở sau lưng em mấy con luôn các bạn, 2-3 con nè. Ngày nay đúng là ngày bất ổn, các bạn đi rê giữa cái trời bão luôn rồi. Em về đón vui nha các bạn. Về quậy nhà mình quá trời luôn, có quần kìa. Không chịu về nhà. Còn hả? Đây nè. Không có, không có. Còn không? Sót nào không? Tâm ra ngoài còn nào không? Ôi nay nó bự cũng đẹp dữ rồi kìa. Hồi nói nó bự bạn ơi, 15 con, giờ còn được nhiêu con đếm nữa đây? 3, 6, 9, 12 con. À, vậy là 13 con, chết có 2 con à, nuôi cái đạt dữ ta. Các bạn nhớ clip trước mấy em mình đi lên nhà anh Tha mua cá coi không? Đó, mình mua cá kiển rồi, cô có coi nè. Không, phải chết lại bữa em bắt cho cá bông em lắm hả? Tự bắt luôn hả? Đúng rồi. Rồi báo thì trước vậy là mình nuôi có đạt các bạn, 15 con mà còn 13 con nè. Không con đại đâu cả, bên người à, kia không người à. Mình thả vô cái điều quyền thoại mình nha bạn. Vài bữa là nó sẽ bự cho bá luôn cả. Đó. Trời báo ra. Rồi. 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 Câu rồi. Dính lưới câu mình ơi. Dính cái răng nữa. Ờ dính răng thiệt. Ờ cá bự nữa bạn. Đó. Con bằng lưỡi câu gì vậy? Đâu có, bằng đâu có cái đâu. Sao dính không chuột ra? Dính cái răng đó. Rồi. Cá chuột ở ngoài hả bác kè? Cống chưa hả? Rồi, vậy là mấy anh em mình nuôi 15 con mà mất 2 con các bạn. Ngập bờ, ngập ao hết trơn, thấy không? Mấy cái bờ kinh nè. Cái này mà mấy cái đìa của người ta mà nuôi mà không có che chắn kỹ các bạn. Là cá nó đi hết. Bây giờ mình sẽ thả xuống cái đìa huyền thoại của mình nha. Hy vọng là một thời gian sau nó sẽ rất là khổng lồ và nó bự lên nha. Xuống đi. Bỏ ra đây thổi máy đi. Quá trời các bạn ơi, coi nè. Trời ơi, cái giò của mình nó cầu quá, nó ngập. Ngập kinh khủng luôn. Wow. Thôi ơi, nó ngập nè. Vậy cá nó không đi mới lạ các bạn coi nè. Bò ai ngập hết trơn rồi, thấy không? Ghê thiệt chứ. Kiểu này là to rồi các bạn ơi, cá đi hết.